Người phụ nữ này từng có một khối u khổng lồ trong ổ bụng, khối u chứa đến 48 lít dịch và lớn đến nỗi khiến bụng chị bị phình to khổng lồ. Ngày 14 tháng 5 năm 2018, thông tin từ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ ở bệnh viện này vừa phẫu thuật và lấy thành công một khối u trong ổ bụng của một phụ nữ. Khối u này được cho là to nhất Việt Nam và lớn thứ năm thế giới được ghi nhận đến thời điểm hiện tại bệnh nhân nữ 39 tuổi ở tỉnh An Giang phát hiện bị khối u này cách đây 4 năm và không thể phẫu thuật vì bị trụy tim mạch, suy tuần hoàn. Bệnh nhân chấp nhận sống chung với khối u ngày càng lớn trong ổ bụng. Đến cuối tháng 4 năm 2018, bệnh nhân bị đau bụng dữ dội, khó thở nên được chuyển lên bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ đã hội chẩn, đánh giá toàn diện tiền sử bệnh và tình trạng hiện tại của người bệnh. Sau đó, các bác sĩ quyết định phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân. Sau 6 giờ phẫu thuật, khối u khổng lồ gồm 48 lít dịch và 3 ký vỏ đã được lấy ra khỏi cơ thể người bệnh một cách an toàn với đường mũi chỉ dài 10cm. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã phục hồi và chuẩn bị xuất viện.